Chào mừng các bạn đến với nền tảng công nghệ DeskDT. Để có những trải nghiệm tốt nhất, hãy theo dõi video hướng dẫn sử dụng nền tảng công nghệ DeskDT. Để theo dõi kênh YouTube, hãy nhấn đăng ký kênh Desk Group Tech CSC hoặc website kts.deskgroup.com.vn. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm bạn bè và kết bạn trên nền tảng DeskDT. Các bạn hãy mở nền tảng DeskDT trên điện thoại để thực hiện những thao tác sau. Cách 1. Kết bạn qua tên hoặc số điện thoại. Trên trang chủ, chọn biểu tượng hình kính lúp. Nhập tên tài khoản mà bạn muốn tìm kiếm để kết bạn. Sau khi tìm thấy tài khoản, bạn nhấn vào biểu tượng hình đầu người có dấu cộng của tài khoản đó để gửi lời mời kết bạn. Hoặc bạn có thể nhập số điện thoại để tìm kiếm tài khoản muốn kết bạn. Tương tự như vậy, bạn nhấn vào biểu tượng hình đầu người có dấu cộng để gửi lời mời kết bạn đến tài khoản đó. Cách 2. Kết bạn trên tường tin 24 giờ. Trên tường tin 24 giờ, chọn mục người xem. Nhấn chọn một tài khoản. Sau đó, các bạn nhấn vào biểu tượng hình đầu người có dấu cộng để kết bạn. Cách 3. Tìm kiếm bạn bè qua bạn bè. Chọn một tài khoản đã là bạn bè. Trên tài khoản của người bạn đó, các bạn chọn mục bạn bè. Chọn mục tất cả bạn bè. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều tài khoản để các bạn có thể kết bạn và chọn kết bạn. Đây là những cách để các bạn có thể tìm kiếm và kết bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.